we are going to learn about a grammar point with attitude plus ed or attitude plus ing. Okay, this grammar point is really special and it is really confusing for the English learner or for some student who learn English. So today I'm going to show you how to differentiate or how to distinguish between the use of ing or the use of attitude plus ed. With the meaning, as you know in Khmer, they mean really similar in Khmer, but they are really different in usage. Before moving to our lesson, I want to ask you about the videos that I have posted to my channel. So how much have you learned and how much have you understood, how much have you known about them. I hope that you enjoy the video and keep watching this video, and this video will help you improve your English or will help you learn English better. Okay, thank you. And if you like all the video, please like, subscribe or share to your friends to learn this. Okay, thank you. So now let's move straight to our lesson today. Attitude plus ing or ed. So, okay, so attitude plus ed or ing. Okay, cho ngày nay chúng mình riêng về grammar tip 1 đã riêng về attitude bộ cho mình ed rồi attitude bộ cho mình ing. Ha được khi nhưng mà lực lượng bị cảm đạo nó tha cầm a ca attitude bộ ed rồi attitude bộ ing ní vì mình ca thua mình ca khoan cho lòng mà dạng đấy là sai tay à từ nay bảo vía dừng prai mà chỉ khmái cứ vì hạ sơ sơ điên khỉa còn tay ca pra pra nông bị vô cư mình là khả năng khó sơ lạc bị khỉa tạm đồ. Ok, chắc là bây cũng hỏi mình ca khoan cho lòng to tiết ngày đi khi nông lực ẩm phí biện chẳng đi thì có chấm mất vị cô mà ní là gì ẩm phí attitude plus ed rồi attitude plus ng nữa một bỏ sai pra một bỏ sai chung bọn bọn này. Ok, chắc ngày đi dương tí mùi dương thẩm đăng sân tha ta attitude plus ed nếu dùng prapi na nên attitude plus ing nên prapi na bạn có nói gì này prapi bạn đợi chúa bà lò nè đợi chúa bà lò đẹp miên cùng hồng ai đang đợi confidently nè đợi miên cùng nục chặt. Ok, chân tìm mũi attitude plus ed. So when do we use attitude plus ed? Example, you say excited, you say interested, you say surprised, you say tired. So when do we use attitude plus ed? So look at this tip. We use attitude plus ed to describe feelings of the people or how people feel. Yeah? To describe the feelings of the people toward something, toward somebody else, or toward another situation, or how the people feel about things, or how the people feel about other people, or how people think or feel about any situations. Okay, chân chung xong thì dễ chịu máy là mày nghĩ sao? Ở đây gặp bài du ban can chấm mắt, để tôi làm para attitude plus ed đi. Chân dùng para attitude plus ed đi là bài dùng pi away mũi. Ở đây có dùng para attitude plus ed đi là bài dùng một hai dùng pi arom được bao nên làm này. Nó được có táo là nam này miên à rom dạng mấy rồi vô khương dạng mấy trong phố là bò vẫy à vẫy mùi chấn dương práo là bây giờ dương phía rom rồi bò là nam này từ cán là vẫy mùi tiết nế chấn cả nà dương trong xâm tay phía rom nam này từ cán là vẫy mùi tiết chấn dương práo là thiếu plus ý ý đi. Ok đây nâng biệt tí bì attitude plus ing chấn to describe characteristics of a person, thing or situations. Cho nên cái là to describe the main point này là be characteristic, characteristics. Ông pi bốc lực lẽ cả nè, rồi còn lẽ cả nè of a person, nó bao nè mình nhé. Thing là bao vậy môi, rồi còn situation, nó bao than là pi bao vậy môi. Rồi còn những ai cho lại nuôi dạng ấy cứ what it's like, ta ở vậy nó mình lẽ cả nè dạng mấy, rồi what it's like, ta ở vậy nó mình lẽ cả nè mình what the situation like, ta sẽ than là pi bao lẽ cả nè mấy,
What's that person like? Ta mà nó mình lại cái này giống mấy. What's that thing like? Ta rồi bỏ nó mình lại cái này giống giống mấy. Nè, chẳng anh ấy cứ dùng prao attitude plus ing attitude plus ing. Ok, chẳng là dùng ở tì hó dùng lưu dùng biệt môi chùm luôn mà này dễ thì mỗi cứ biệt đại dương khơi cho xa máy cứ biệt ta interest. Interest chẳng phải đi dùng anh ta interest nhưng mà anh ta interest là sao ta y ní chứ silent letter y silent letter chẳng anh ta interest. Interest ta ta bị miễn attitude ở đây miễn y đi khẳng ing khẳng trong viết anh ta interesting. Interesting ta lấy dùng anh ta ta interesting. Interesting ok hai nâng biệt mùi tiết đã y đi khẳng trong viết anh ta interested. Interested cái nhé biệt tìm mối dùng anh ta interesting hai nâng khẳng đi y đi khẳng trong anh ta interest. Interested. Interesting. Interested. Okay, interesting, interested. Hai pi interesting, interested nhưng phải là mày nhưng phải là thả chạp á à rom chạp à rom chẳng cả phải này cứ nhưng phải thò mà đá phải là chạp à rom thò đá con tay đầm bay nghi số đầm bay nghi số không cả chẩn nam thà thao pi na dùng cua đây phải đi được pi na phải anh chứ chứ còn biết cả nghi chẩn nam mới đá từ từ cả bộ phải cho bọn này bỏ prai bán chỉ chùm nuôi đó cả prai prai huyền anh bọn bỏ prai anh chạy bác sân chị ạ thiêu na đã miên y đi nên càng chống nhưng prai tháng prai chị ạ thiêu nâng thò mà đá cho prai thò mà đá cho bác tài bác sân chị ạ thiêu nụ miên ai anh chị nó càng chống nhưng prai tháng đại là cô ai bị mục tử đại là cô ai bị mục về tiền ở tiên hàng bị interest mỗi đi prai chạp rộng interesting nhưng prai đá đó ta mình ăn thêm một cảnh chóng nhưng phải đài là cua ở chạp rộng nó đài là cua ở chạp rộng hay đó ta interested thế nhưng phải là chạp rộng thông đà mà chạp rộng thông đà nốt nó không bị dụng được cái nói ôn nâng ai pra pra biết ăn thêm được mình ing bị gói được ăn thêm được mình ed khẳng cái bán dạng nghị sử dụng ăn lúc ôn được tiêu thành chạy biết là nếu chưa rút cùng lưu muối đài là cua ở chạp rộng rút cùng lưu muối đài là cua ở chạp rộng chẳng nhưng khi nhập biệt đại của chạm rộng lưu biệt ấy kì interesting là sao dùng bài thá đại của chạm rộng chẳng biệt thá interesting chẳng dùng đăng thá ru cùng nu nâng dùng trâu prao biệt thá interesting cho mùi biệt bạc à vậy nhé chẳng dùng ở trà lòng cho mùi interested thì dùng đăng tập ra interesting hay được xa ta dùng bộ bài với thá đại của chạm rộng chẳng dùng thá dùng 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 thá this is an interesting drawing right this is an interesting drawing or this is an interesting picture. Nên như vậy ta, this is an interesting picture. Thế nhé, rồi người ta, an interesting picture. Rút cùng nữ đã cua chạp á, à rõ, rút cùng nữ sẽ cua chạp á rõ. Hay mà dương prai, mùi tiết prai chạp á rõ một tí. Nó tiết ra cái người ta, vì ta, chạp á rõ nâng ở quầy mùi. Nó có nhóm chạp á rõ nâng cả an dịp thử. Cái nhóm chạp á rõ nâng cả an dịp thử. Chẳng, I'm interested in reading the book. Thế là I'm interested in reading books. Chân lưu là biệt chạp ở rộng thì chân dương nâng bà có thay mình bà biệt interesting hời dương bà có thì bà ta interested là sao dương bà ta interested nhưng bà ta chạp ở rộng thì hay biệt ta interesting nhưng bà ta cua chạp ở rộng họ thì là nhung chạp ở rộng nâng nê lực cả nít được nhung chạp ở rộng nâng sự khẩu nê I'm interested in this book chân chân nam mùi tiên á tha bì cà rôi preparation đàn nâu bì cà rôi biệt ta interested nâng cứ dương tay thì bà dùng bà biệt ta in in ở đây không chạm rộng nâng cao bằng riêng tam online chứ I'm interested in teaching online. I'm interested in teaching online. Ok nhưng chắc là cứ giờ vị thi nghi nghĩ đại dương hà chẳng nắm không khi cam phá ưu cầu cam bỏ phá ing hay nâng ed khi phía không có nghĩa là viên ing hay nâng ed hay vì ai miễn ca nghi sử dụng cam để khoáng đòi cơ tái dương phá thì sẽ bỏ phá đòi ra miễn ing dương phá thác đài cú ao chẳng nào anh bạn này đi dùng prai đã thoa mà đà màu có thể bị interest chạm rõm chẳng dùng prai thoa mà đà màu bị đi và là anh chỉ dùng prai đà cú ở chạm rõm ok giờ tiếp hỏi thứ mười your new watch is your new watch is ok là your new watch is your new watch is ta your new watch is interesting or interested ta cú prai interesting or interested
nên là cái thay rồi nè cứ your new watch is your new watch is blah blah blah. Okay. Right, interesting or interested? Okay, before you choose interesting or interested, or before you choose adjective plus ed or ing, please look at this hint. Please look at this hint. Yeah. Okay, so remember that adjective plus ed is used to describe about the people's feelings, or used to describe how people feel towards an object, towards another people, or towards a situation. And adjective plus ing is used to describe the characteristics of a person, a place, a situation, or anything. Okay. Chẳng, nhưng cha bảo rằng ta cái này dùng ra muốn năng dùng đặt, chúng ta chết đặt ed được ing nhưng thử chăm tha và thân dùng đặt ed cứ lúc ra đại dương dễ dùng phí à rộng rộng bọn mình lúc nào mình nè tôi can quậy môi đứa mình luôn nào mình nè vừa khơi bằng hai nhà rộng qua được bằng hai ca vừa khơi có những bộ quậy muối tiếp dùng ra ed và bên tân dương bằng hai những phí lại cái nào mà quậy môi mình lúc nào mình nè ông phí và thổ với san phí nam môi thế đại dương khơi chẳng biết là cái nào dạng mạch dạng mạch nữa cứ dùng ra ing. Okay, in chẳng một tí hoa tí mùi. Your new watch is your new watch is blah blah blah. Your new watch is interesting or interested? Interest? Interest? Interesting, very good. Your new watch is interest? Interested. Oh, sorry, your new watch is interest? Interesting. Your new watch is interesting. How do you find interesting? The size. Này cứ trong port này làm phi nia. Nia là cả. Nên nia là cả. Thì mày đi. Ai mày lẹo này giống mày. Chẳng nia là cả. Thì mày đi. Sùng thọ thọ đấy. Nia là cả. Vì mày ai. Sùng đây là rom van tha ta. Vì mày rom giống mày trong port bảy tỷ. Chẳng lục ra tái. Dương tên này mày rom trong port nia lấy. Nia là cả. Chẳng nia là cả. Còn ta còn hai ta lẹo này giống mày giống mày. Ai trong hai lẹo này mày mày tê. Mình miên rom tê. Bốn nia là cả. Mình miên chỉ vật. Và nói chứ. Anh kia chắc dân your new watch is interesting. Chắc dân vô thá nên là cả thầm mấy nít cứ cua chạp rõ. Chắc your new watch is interesting. Your new watch is interesting. Wow, your new watch is interesting. How much is it? Where is it made? Okay. Chắc này tiếp bì. She's in that necklace. She's in that necklace. Niếng trong phố. Niếng trong phố. Sai con nè, sai con nè. Chẳng, thầm mấy nhỉ? She hay kìa, she interesting được không? She's interested. Ní, bằng hai thằng niếng, châm bốc sai con nè, châm bốc sai con mùi nè, ta niếng ngay. Và, niếng ấy, she's interesting or she's interested? Ok, chẳng chừng lại cứ, she's interested. Interested. She's interested in that necklace. Yeah? She's interested in that necklace. Cho nên cái nam tha preposition because interested nó cứ dùng trong đó. In. Yeah? She's interested in that necklace. Bạn nhá. Niêm cha bà rong chung quốc. Sai co thầm mây nâng. Thế gọi xung quốc sai co mùi nâng. Nâng sai co nụ. Bạn ta niêm cha bà rong. She feel, she like, or she interested in that necklace. Okay, chẳng niên chạm rõ như phục xài con mình nhắn chứ she's interested in that necklace. She's interested in that necklace. Tiếp bì, biết tha bored. Bored thì mùi nâng ý đi anh ta bored. Bored. Đại chứ mùi nâng ing anh ta boring. Boring. Đọc thảo vậy nhé. Bored, boring. Bored, boring. Đặc biệt tha bored thì boring nhưng phải tập thốn. Thốn tròn, thốn tròn. Thôn tròn được gọi là up, up sâu. Up sâu được thôn tròn. Mà thân dịp bót. Ok, nhưng nhìn prai tha up sâu được thôn tròn. Mà phát thay bật thân chia. Nghĩa đưa đến chơi bàn dễ chân mình. Ai anh chị, cái nào prai anh chị dùng prai tháng đại là cua ao chân mà. Chân bởi anh chị là đại là cua thôn tròn. Đại cua thôn tròn chân mà. Ai bật thân dịp bót. Thực tế dùng prai tháng. Thôn tròn được up sâu thoảng ra. Mà thân đại là cua ao tì. Ok, chân tí mùi. Dara is Dara is He talks a lot and never stops.
The guy is blah blah blah. He talks a lot and never stops. The guy who đó là quạt dây hay dây chết chồn trong đa đa hay mình chụp chồn phò. Bạn đã ra cứ he talks a lot and never stops. Bạn á, đã ra cứ quạt dây chồn á hay dây mình chụp tay mà đòn. Ok, chắc như cái thằng mày. What is Dara like or how does Dara feel? Ta cái lại nè. Dương chọn sầm lúa với xua tha. What is Dara like rồi có how does Dara feel? Ta ta mở ra chỉ một bài mới chứ còn Dara mẹ làm giọng là cái lại nè. Ta là nát nè anh dây giọng phí Dara. Ta là ra anh dây phí luôn có được nè anh dây phí quạt. Ok, ví dụ này cứ miên mà nè. Đa mở ra u đa toán dây giọng phí Dara. Cái đó Dara is He talks a lot and never stop. Quan dây cho nó hay mình chụp xong việc này là đây cho nó mình chụp xong. Chẳng nghĩ cái này kinh dây đang talk a lot and never stop. Nên bạn này cái trong complain, cái trong u được toàn một tí. Cho ra cái bao đà ra hỏi. Judge what đà ra is like. Ok, cầm phong đà viên đầm lại ta đà ra chìm nụ bài mạch hỏi. Chẳng mà chẳng dây ta đà ra chìm nụ mạch bạn này là what is he like. What is he like. Chẳng nhìn trọng ra ing được ed. Ok, chấm lại cứ ing. Angie, chẳng đà ra is bore. Đà ra is boring. Đà ra is boring. Ok, chẳng sẽ xa thêm ấy. Đà ra is boring. Đà ra is boring. He talks a lot and never stops. Đà ra is boring. He talks a lot and never stops. Đà ra, bạn này nè, cứ chìm nụ được cô ở thôn nha. Đà ra, cứ chìm nụ được cô ở thôn tròn nè. Quát thì dây tròn hay mình chụp sẵn dây nó dây. Ok, mình chắc bạn này thả. People feel about Dara. People judge what Dara is like. Nó, mình nói cùng con tay. Rồi nè, nè chung quanh luôn cùng con tay. Đúng là toàn bị Dara hay cùng con tay viên lại thả ta Dara chìm nụ bác. Bạn mình. Mình chắc là nếch cứ dùng bà IN. And G. Dara is boring. He talks a lot and never stop. Dùng bà thả. Dara chim nu được cuộc thôi. Ai ta Dara is a boring man, Dara is a boring guy or Dara is a boring boy. Yeah. Bạn Dara bạn Dara chưa? Nu được cuộc thôi. Còn quan gì hiện nay đã hai mình chụp sọt tạm đòn. Ok, cho mình đào tiếp. Dara is blah blah blah. He has nothing to do. Dara is blah blah blah. He has nothing to do. Bạn Dara Dara cứ còn không biết là vậy thôi. Đà ra cứ đó là vụ quạt ở đây thơ là lâu nè. Đà ra lót ai thơ. So how do you feel when you have nothing to do? When you don't know what to do and you don't know where to go and how do you feel? Chắc nè mẹ rõm dạng mạch đài nè bên nè. Nè ta bà rõm quả nè, ta nè mẹ rõm dạng mạch. Nè bên nè khám yên ở vầy trâu thơ, rừng có khám yên ở vầy, rừng khám yên cả lại nè trâu tàu. Ta nè mẹ rõm dạng mạch. Ok, anh ấy chọn xong đây nè phía à rõm rõm đá. Dara, aram from Dara, the feel that he has nothing to do. What does he feel? Or how does he feel when he has nothing to do? Ta quan mẹ ra nhà mấy, the feel quan out of it for. Chẳng, Dara is, quan quan the opposite này nè. Ok, chẳng Dara is bored. Yeah, bored. Ini, Dara is bored. He has nothing to do. Dara cứ opposite là lâu nè. He has nothing to do. Vừa quát ở ấy. Quát ấy thử. Quát ấy thử. Because he is afraid of coronavirus infection. So he just stayed at home. And cannot go out. So he feel bored. Yeah. Dara is bored. He has nothing to do. Ok. Biết bằng tốt cứ. Thì mấy cái biết tha. Tired. Tired. Rồi có. Tiring. Tired. Rồi có tiring. Nó phải dùng thua ca cho đi cơ chở đó dùng thai ớt. Chứ là thai ớt thai đến như vậy là ọc gõng. Ọc gõng làng. Ọc gõng làng rồi còn nưới. Nưới hót rồi còn nưới. Nưới này. Ọc gõng làng nưới hót rồi còn nưới này. Ok. Là dùng tên mớ. Vì thì muối. Ví dụ thì muối. Chứ anh nói tiếp mắt. Tired. Tired. Tiring. Tiring. Cái biệt. Ví dụ thì muối. My daughter is so. My daughter is old. Blah blah blah. She's been working hard. She's been working hard. Thì mới bị dục bằng tôi thằng ấy. She's been working hard. Niên ban phu ca dạng cho ra hơn. Niên ban phu nít phu nô cho nên phu ca cho ra hơn. Chắc bây giờ. My daughter is old. My daughter is old.
tired rồi có tiring. My daughter is so blah blah blah. She's been working hard. Ta dùng pra so tired or tiring. Niếng nè cái bị chia thác. Niếng thưa ca tròn. Thưa ca tròn. Chẳng. Bà có chứ. So how do you feel when you've been doing a lot or when you've been doing something really hard? So how do you feel? Okay, you must be tired. So in here the adjective must be ini. So the answer is my daughter is so tired. My daughter is so tired. She's been working hard. Con sợi bậc nhóm cứ ọc lạng ná. Vì bố niếng thua ca giang giang tràn. Nói niếng thua ca giang tràn. Ok, chắc là nếu như một hàng bí ả rõm là bọc ổn. Con sợi. Ok. Tí bí. Farming is blah blah blah. But it's a pleasure. Farming is blah blah blah. But it's a pleasure. Cá thua sợi dùm cá. Cá thua ca sợi cám cư chìa. Còn ta vì chưa rưu mùi đại sợ bài đại, chưa rưu sợ bài đi đại. Bây giờ bài kết trở nên. Nơi ta cầm lát ta bài kết một sợ mạng trong đoàn tiết. Farming is blah blah blah, but it's a pleasure. Cá thua sợ dùm cá cứ còn ta vì cứ chưa rưu mùi đại sợ bài đi đại. Tao ấy kìa. Nhưng mà thật ca thua sợ dùm cá ní. Mình mến chưa mình ủ tê. Mình mến chưa mình ủ tê. Mình mến chỉ vật tê. Vì quan trọng chỉ sợ cam một việc. Chắc là sợ cam một việc vì mình ai cũng biết là rõm tê. Chẳng vì ai chán, ta sẽ cảm thấy không nên lẽ là nạ gián, giảm mấy. Thì cái ai dựa ai xua xong đùa thái, what is farming like? What is farming like? Đúng không? How do you feel about farming? Chẳng what is farming like? Chẳng là farming is tiring. I think farming is tiring. Nhưng kịch á, ta thơ ra dù cả nó cứ chỉ rương mối tay đó. Người này nè, cứ chỉ rương đời cua người này, cứ chỉ rương đời ọc cóng. Họ cầm lạng cứ như lúc đó cô hot nơi nè. But it's a pleasure. Còn tại vì chỉ được mỗi đời sẽ bài chất trong đời. Chắc mà đoàn tiết. Farming is tiring, but it's a pleasure. I think farming is tiring, but it's a pleasure. I like doing farming. Vậy nè. Vậy ta, cá thua xài dùm cá, cứ như lúc đó cô hỏi cầm lạng, cứ như lúc đó cô hỏi nơi. Còn tại vì ai chỉ được mỗi đời sẽ bài chất trong đời. Vậy nè. Mạc này hay đời dừng ai kết thá. Nhưng ai chẳng làm tha thai ở đây là thai riêng adjective I with I and chi được gọi đi nhưng mơ sắp chi cả một đài và sân sắp chi cả một mình men chi mình nốt tê nè và sắp chi cả một mình chi mình nốt sắp chi cả một mình miên chi vật tế chẳng we automatically chúng ta chia I and chi hời bằng tay bằng thân chỉ sắp chi cả một ai chi mình nốt mà chi mình nốt được kêu chi ở quay mới đi mình chi vật chẳng anh ấy tiêu diệt trà là ta ed rồi có an ed rồi ing nhưng mới từ lớp form này nhé mới từ lớp form này nè form đấy ai tha adjective để men ed nó khẳng trống này bây giờ cô ta ấy nè phải xua sầm ta háo does a person này xua ta háo does a person feel này sự nối cứ gọi như how does a person feel sự nối bây giờ how does a person feel ing này cứ what's it like chẳng như bạn bày biết cứ là an mà đó tiết interesting interested chỉ viên cả an interesting rồi interested chỉ an là interesting interested PTP lấy dùng an thì tiết interesting interested the new watch interesting. Thì, she's interested in that necklace. Thì, he bought a boring. Bought boring. Nara is boring. He talk a lot and never stop. Thì, Nara is bored. He has nothing to do. Thì, bấy, tired, tiring. Tired, tiring. Thì, anh tiring. Mình mang tiring, tiring, tiring. Này, anh ta, my daughter is so tired. She's been working hard. Thật quá. Farming is tiring, but it's a pleasure. Chừng này giờ này cứ chạy là theo là những lượng giờ màu gần này. Cứ comment là theo with ing and ed. Tại lấy ai được học cái này hai chừng bỏ lại tạm coi. Tiếp đi với anh ha. Surprise.
surprised, right? Surprised. Phiên bản tốt anh ta surprising, surprising. Nhưng còn anh ta surprise, anh ta surprise, surprising, right? Surprised, surprising. A surprise và surprising đấy. Ở đây là, so how do you feel when or if tomorrow is your birthday? Oh, sorry. When do you feel when someone give you an iPhone X or when someone give you an iPhone 11 Plus or how do you feel when you pass exam and then your mother buy you a new car or buy you a new motorbike or buy you a new mobile phone? How do you feel? Yeah, you might feel surprised, right? Surprised. Cho nên bị surprise, nên bị surprising, surprising. Oh, cho nên em phải thả. Nhẹ. Nhẹ phải ở, nhẹ phải ở. Chẳng dừng snap xong lên đó, còn chưa dừng mưa số. Nhẹ. Nhẹ phải ở. Còn bởi thân chứ surprising, nên em phải thả đại là cua, nhẹ phải ở mà. Ở đây là on my birthday, I got a lot of surprising present. On my birthday, I got a lot of surprising presents. Chẳng người ta nói thằng ngày khổ nào được nhóm khi mà tuôn bán cả đô đồ cua nhận vào thì trả lời. Ok. Thì pì người ta excited, excited, excited. Pì này cứ exciting, excited, exciting. Ok, excited, exciting nhưng phải thả rung, rung phơm, rung phơm đời exciting đại cua, rung phơm đại cua sợ mai đi. Thì điều mà excited, exciting. Ở đây là my brother is really excited now because tomorrow is his birthday. Or you can say my little daughter is really excited now because tomorrow we have a trip to Kampong Sao. So she's really excited now. She want to go there. Anh chân, như ai vậy thì anh chân, hai tiếp theo là Phnom Penh is a exciting city. Rồi có, Sihanoukville is a surprising, I'm sorry, Sihanoukville is a exciting city, or is an exciting place. Ok, cho mà tiếng ở lại đó, nó cô ấy sợ bài, tiếng ở lại nó cô ấy sợ hợp ý. Vì gì vậy? Vì vậy tôi có anh ta confused, confused. Anh ấy cứ confusing, confusing. Confused, confusing, confused, confusing. Bên này phải thay trở lõm. Trở lõm, rồi có phần trở lõm, rồi có trở bố. Trở bố, trở bò, trở lõm, phần trở lõm, trở bố, trở bò. Confused, confusing. Ở đây là when you say something wrong or when you give the wrong answer to your teacher, and then the teacher say, no, it's not the correct answer. So you can say, I'm sorry, teacher. I'm confused. I'm confused. Right? I'm confused. Recall you out in Vietnam, yeah? Don't get confused. Don't get confused. Between the use of to plus ed or ing. Don't get confused. Don't get confused. Right? Don't be confused. Don't be confused. Come to long so, yeah, tell me. Learning the attitude with ing or ed is really confusing. Learning the adjective with ing or ed is really confusing. Bạn thấy cả riêng adjective thêm ed càng trống rồi cả ing càng trống nó cứ dư rưỡi mới được cua trò lòm rồi coi trò bò trò trò bò trò bò trò bơi trò bơi rồi nè. Bị bản toa cứ bị thá frustrated, frustrated, frustrated. Này cứ frustrating, frustrating, frustrated, frustrating. Frustrated, frustrating, nhưng phải là khăn xâm bà, rồi cắt đầu cả hai, phải cắt đầu cả hai, cắt đầu cả hai, rồi có khăn xâm bà. Tiêu thà, lời phải frustrating, đã cua khăn xâm bà, rồi mà đưa ra. People like her is frustrating. People like her is frustrating, because she never tell the truth, she just tell lies. She's a liar. She's a professional liar. She's frustrating, this frustrating. Bạn nên nấu đôi miếng cứ như, bạn nấu đôi miếng cứ cua cái nào thì muốn, cua khăn thì muốn. Rồi nên đang dạy cả, phải dạy những việc phố của họ. Rồi nên thì nào họ bài bài tiếp á, những frustrating. Những frustrating của tôi là when I told my mother, when I told my mother that I failed the exam, then she immediately got frustrated,
Then she immediately got frustrated. Then when I told my mother that I failed the exam, then she immediately got frustrated. Chẳng là bây giờ khi ông gọi là trap mai khi ông tha khi ông bỏ lọ thì lẹp liếm còn cái đầu cái hai treo tại mặt đầu nó frustrated cái đầu khai cái lắm á bây giờ chúng ta cứ biết là frightened anh ấy cứ frightening như phải thả khai cô ấy khai cô tia gì ta còn khai don't be frightened I'm near you thế đó don't be frightened I'm standing beside you. Nè, con client ơi, khi ông chờ chân này hơi. Don't be frightened, I'll always be with you. Rồi con, don't be frightened, I'll always be with you. Rồi con, don't be frightened, I'm always with you. Nè, con client ơi, khi ông tay nhận đầu chung mình là chia chuyện này. Ở đây là, last night a man was frightened by ghost. Last night a man was frightened by ghost. Cho nên dụng mình bỏ mẹ khai 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 khai. Frightening này bạn em đã cố ở khai. Frightening. Thế ra the sharp noise last night was frightening. The sharp noise last night was frightening. Bạn này đã xâm lên đồ cổ luôn dụng mình nó cố ở khai mạng tên. Watching horror movie is frightening. Cả mớ xài biệt dụng mà phương cứ cua khai mẹ tên. Watching ghost, reading ghost story is frightening. Cả ăn rừng khám át cứ chỉ rừng là cua ấy, cua khai. Ok, ok, nãy lời dựng cho phái, chả tôi là cả bà ảnh thiêu thằng đi. Bạn ta ảnh cứ còn ta dựng ảnh thiêu mua chùm đuối để thêm lương mơ tài xe bình đi. Bạn ta dựng ai mơ mặt thang tiền bán ở phần Google. Nói dựng ai viên cho Google viên mớ. Vậy là ảnh thiêu plus ảnh chiến cái ý đi, link màu. Vì chân nói thì dừng sắp xa một thang tiền. Và nó cứ nhầm lương mà dây. Và nó cứ ảnh thiêu chùm luôn bằng bấy đã dùng ra những nhóm. Ok chân mình đoàn tiền. Chúng xong một chiếc thang ảnh thiêu đã dùng thang đi khẳng chôn đi. Cứ dầm đau lưu ạc rong và dưỡng tự lưu vậy mùi. Hay dưỡng khẳng là chăng bằng năng nào. Chăng tơ tơ nâng ạ ca bà nế ạ rong và dưỡng tự lưu vậy mùi dùng ra y đi hay. Hay mà xanh chia ạ vây mùi mì lạc này mà dùng bánh nước dùng ra ING. Hay nè, hay mùi tiết cư chẳng nắm lời ca bọc rai. Nếu bọc rai thì thật đại là cô ở quầy mũi như bọc ai anh chị mà hay bọc như bọc thòm rác thì ra ý. Ý đi, em có chỉ có bốn ra dương chẳng nắm về cho cô đời nè. Ca bọc rai cứ thua dương chẳng nắm về cho cô bàn dạng nghị sử dụng. Em chẳng dừng thâm tha, nè đặc ngọt phía nâng dù chúng bác hẳn bình bình điện ní. Hay ai bọc rạc bán, mình cho lòng. Hay bọc xanh chia chọn nâng tha dương ai bọc rạc bán hai dự nữ. Chỉ mùi nâng ai được thiêu cho h số mà nhận được ở kia số c ví dụ đại phá additive pair additive này nữa pair additive này đại phá cu additive này anh chia được ý gì này nếu không comment cả cầm này nếu comment cầm này chúng mình check mở thật đó nhận được ở kia liên mang bằng mang hai dùng bằng mang hai phá mang thì nó học quân trang hai thành công tại nào rồi kia nữa số c nếu càng cầm nếu comment nó càng cầm này quân trang chụp video rồi bye bye.